Xin chào cô chú anh chị. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An nha. Thì em có nhận quay bán một thửa đất có diện tích là gần 8.000 m², tức là gần 8 công đó cô chú chị. Thì trên đất mình hiện tại chủ đang trồng vườn nha. Ở đây thì đang trồng mít và sen canh. Một số cây ăn trái cũng rất là nhiều luôn. Thì ở đây mít này là mít mít Thái nha cô chú anh chị. Ở đây mít được 5 năm tuổi rồi. Đây thì có hệ thống tưới tiêu đầy đủ nha. Và khu vực này có điện nước đầy đủ luôn. Mặt tiền của mình thì tiếp giáp với đường đá xanh nha. Hiện trạng đường này thì xe 4 chỗ, xe ba gác là mình đi vô được tới đất luôn cô chú anh chị. Thì hiện trạng con đường này ngang là khoảng 4 mét nha. Thì do khu này trồng vườn rất là nhiều luôn nên ô tô 7 chỗ thì cô chú anh chị mình vô tới đây vẫn được, nhưng hơi bị co quẹt nha. Còn phía trước nữa là nó tiếp giáp theo con kênh đó cô chú anh chị. Kênh này ở đây bề ngang là khoảng hơn 10 mét nha. Kênh cũng rất là lớn luôn. Thì thửa đất của mình là được hai mặt tiền nữa cô chú anh chị. Mặt tiền phía trước là 42 m thì tiếp giáp đường đá xanh, và cái hậu đi sâu vào bên trong là được 190 m nha. Thì phía sau của nó là có thêm một cái mặt tiền kênh nữa cô chú anh chị. Thì chủ bên em cũng cần bán lại cái vườn mít này. Ở đây thì họ trồng sen canh, khu này ở đây trồng vườn cây ăn trái là cũng rất là tốt luôn. Kế bên thửa đất mình có trồng, người dân mình ở đây có trồng thêm cái vườn sầu riêng cũng rất là tốt nha. Như cô chú anh chị mình mua thửa đất này, mình về mình cải tạo lại, mình trồng sầu riêng rất là thích hợp luôn. Thì cái ranh của bờ mình, ranh bờ của mình thì từ đây đi thẳng vô. Mít này thì cây cũng đang rất là lớn rồi cô chú anh chị. Còn đó là cái vườn sầu riêng. Vườn sầu riêng đó thì đang cho trái nha. Cây rất là phát triển luôn. Khu này ở đây thì không bị phèn, không bị ngập mặn đâu cô chú anh chị. Thì giá chủ bên em bán hết cái vườn này thì chỉ có 1 tỷ 2 thôi. 1 tỷ 2 là hết đất nha cô chú anh chị. Sổ ở đây thì hẳn hồi, có thể công chứng trong ngày luôn. Ở đây thì họ trồng sen canh rất là nhiều luôn, có sầu riêng nữa cô chú anh chị. Cây chỉ mới trồng thôi. Đây thì cô chú anh chị mình mua thửa đất này mình về làm nhà vườn cũng rất là thích hợp luôn. Đây thì họ đã lên lưới sẵn hết trơn rồi. Ở đây thì có nhà cửa dân cư ở thì hiện hữu nha cô chú anh chị. Thì giá là chỉ có là 1 tỷ 2 thôi. Cô chú anh chị mình xem đất ưng thì mình cứ gặp chủ mình trao đổi, mình thương lượng thêm với họ nha. Mọi thông tin chi tiết thì xin liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình nha.